Chào các bạn, chúng ta đang mặt tại kho Nhật, cơ sở 2 tại số 235B đường Lương Thế Vinh. Những ngày nắng nóng đã tạm thời chấm dứt và chúng ta đang ở trong những ngày tương đối là khí hậu mát mẻ. Kho Nhật Shopless House vừa về được những mẫu quạt mới nguyên thùng để phục vụ khách hàng trong những ngày nắng nóng sắp tới. Ở clip này thì tôi và các bạn cùng đi khui một mẫu quạt mới nguyên thùng có hiệu Hitachi, model là HEF DC200, một mẫu quạt phổ thông để chúng ta có thể dùng trong những ngày nắng nóng trong phòng điều hòa. Thì mẫu quạt này bây giờ chúng ta cùng tôi và các bạn cùng đi khui thùng xem nó có những cái gì đặc biệt. Ngoài những cái mẫu quạt mới nguyên thùng thì chúng ta đã biết được là hàng nội địa Nhật có những cái mẫu quạt mà trung cổ từ những năm 1960 nhưng nó chạy rất là êm. Đấy, nhưng mà tôi để phục vụ cái thị hiếu vì là rất nhiều khách hàng muốn những cái mẫu máy cao cấp và nó có những tính năng ví dụ như điều khiển từ xa thì tôi đã nhập về những mẫu máy đời cao, máy cao cấp năm 2018 để phục vụ khách hàng. Bây giờ tôi và các bạn cùng đi khui mẫu quạt này xem nó có gì đặc biệt. Về cơ bản chúng ta nhìn thấy nó đang rất là nhỏ gọn, tôi không hiểu tại sao mà nó có thể đóng lại được một cách nhỏ gọn như thế này. Đây là một những cái phụ kiện của máy. Những phụ kiện của máy thì cái này là một cái hộp để cắm, tôi nghĩ là một cái hộp để cắm điều khiển, một cái hộp để cắm điều khiển. Về tạm thời thì tôi sẽ để ở đây, quay gần đây cho mọi người xem. Đây là một cái hộp để cắm điều khiển này. Đây là chắc là một cái lúm vặn. Tí nữa chúng ta lắp ghép chúng ta sẽ biết thôi. Đây là những cái lúm vặn. Đây là điều khiển từ xa. Đấy, điều khiển từ xa. Như chúng ta thấy là quạt đã được tháo rời từng bộ phận. Và khi chúng ta mua về thì chúng ta sẽ lắp ghép lại. Ngay sau đây thì tôi cùng các bạn sẽ lắp ghép lại thành một cái quạt hoàn chỉnh. Và tôi và các bạn sẽ chạy thử xem nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Đây là cánh. Thì những cái mẫu quạt đời mới nó không thiết kế dạng 3 cánh, 4 cánh như mẫu quạt đời trung cổ nữa, mà nó sẽ làm thiết kế 7 cánh. Nó đành rằng thay đổi kết cấu nhưng mà cái thiết kế cắt gió của quạt thì nó chạy rất là êm. Tôi đã được thưởng thức tại những cái mẫu quạt trước rồi. Mẫu này là 8 cánh. Trước tôi có nhập một mẫu 7 cánh nhưng mẫu này bây giờ có cải tiến thành mẫu 8 cánh. Mẫu này quạt này cắt gió rất là êm các bạn nhé. Đây là lồng. Đây là cái quan trọng nhất. Thân quạt. Bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng đi lắp ghép. Ông Nhật Bản này ông lại thích chơi trò xếp hình. Các bác thì thanh niên thì hay xem phim Nhật thì biết. Bên Nhật thì người ta rất thích cái trò xếp hình. Nên là ngay cả cái quạt nó cũng yêu cầu mình phải xếp hình. Tôi nói vui vậy thôi. Chứ họ làm như này để cho gọn, vận chuyển nó dễ. Đây có một cái quyển sách hướng dẫn. Một quyển sách hướng dẫn. Nhưng tôi nghĩ là với cái chỉ số IQ của tôi thì không cần đến quyển sách hướng dẫn này. Tí nữa tôi sẽ mở cho các bạn xem. Đấy. Tôi rất giỏi về cái vấn đề xếp hình nên là tôi sẽ tạm thời là không cần đến quyển này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử lắp theo cái tư duy của mình xem nào. Cái mẫu quạt này nếu như mà sau này mà các bạn mua thì hãy nhường cái phần lắp này cho các anh thanh niên đàn ông lắp. Về cơ bản tôi thấy được nó thiết kế một cách rất là chắc chắn. Thiết kế chắc chắn và hiện đại. Chỉ có một nút bấm thôi. Cái model của nó là Hitachi.
HEFDC200. Đấy, chỉ có một phím ấn bật tắt thôi. Tôi cũng chưa biết được là đây là cảm ứng hay là nó chỉ dùng khiển thì không biết. Thì chúng ta sẽ lắp vào và tí là chúng ta sẽ xem. Thì chúng ta sẽ lắp cái lồng sau vào trước, lắp cái lồng trước vào sau, nhiều khi cái sau trước trước nhưng nó phải như thế thì nó mới đúng. Nguyên tắc về tháo máy thì là những cái gì mà chúng ta tháo vào trước thì chúng ta sẽ lắp vào sau, mà chúng ta cái gì mà chúng ta tháo vào sau thì chúng ta sẽ lắp vào trước. Đấy, này to quá. Cái này tôi nghĩ vừa đây không? Thường là cái lúm này nó sẽ thiết kế gen ngược. Gen ngược, tại vì khi quạt quay xuôi này nó sẽ không làm bung cái này ra. Nên là chúng ta sẽ vặn gen ngược nhé. Khi cái quạt nó quay thì nó sẽ tự động làm cho cái lúm này chắc vào mà không sợ bung ra. Tất cả quạt đều như vậy. Đấy. Về cơ bản là như thế. Còn cái này không biết là ở đâu. À. Cái này là cái ở chân. Cái này là cái khóa đế. Tạm thời thì tôi sẽ lắp một cách cơ bản nhất đã. Cũng đơn giản các bạn. Tôi thấy nó cũng không quá là phức tạp. Rất dễ lắp thôi. Đấy. Không biết được khiển này nó cho pin chưa. Có pin rồi. Chắc chỉ rút cái này ra thôi. Khi các bạn dùng rút cái này ra nhé. Đây này. Rút ra. Các bạn đứng đây đợi tôi nhé. Tôi lấy bộ chuyển nguồn. Những ngày nắng nóng thì cái sản phẩm quạt này nó bán rất là chạy. Đợt nắng nóng vừa rồi thì số lượng quạt tiêu thụ cũng rất là nhiều. Nhưng mà nó về cái mẫu quạt Hitachi khác của Toshiba nữa, nó giá nó rẻ hơn mẫu Hitachi này. Đây là mẫu điện 100V nhé, chúng ta nhớ cắm vào điện 100V. Đây là chúng ta cắm nguồn to thôi, nhưng tôi có cái nguồn nhỏ để chuyên cho, có nguồn nhỏ để chuyên dành cho quạt. Đây là mẫu quạt lửng nên chúng ta có thể cho cao lên được. Các bạn để ý ở đằng sau này. Đằng sau quạt này có một nút ấn. Để cho cao quạt nên chúng ta ấn cái nút này vào nhé. Ấn nút này vào. Đấy. Còn nếu cho thấp xuống cũng phải ấn vào. Cho thấp xuống. Chúng ta để ý thì thấy đây. À, đằng sau này nó có thêm cho chúng ta những cái góc quay. Góc quay bằng cái này. Góc rộng, góc hẹp. Cái này cũng rất là hay này. Cái này là nó lại bắt chiếc cái dòng đời cổ của ngày xưa. Đời cổ ngày xưa nó cũng có cái núm góc xoay ở đấy. Bây giờ thử xem nó có cái gì đặc biệt nào. Tạm thời tôi cứ để thấp đã nhá, cho các bạn dễ quan sát. Bật lên đã này. Bật lên thì quạt chạy rất là êm các bạn ạ. Rất là êm. Đấy. Gần như chúng ta không nghe đến tiếng cắt gió của nó luôn. Để tôi ấy sao đây cho các bạn nghe nhé. Rất là êm đúng không ạ? Đây là tôi đang quay clip vào lúc 11 giờ 23 giờ ngày 11 giờ giờ đêm. Đấy. Rất là yên tĩnh và không hề nghe tiếng gió. Vì ở cơ sở 2 ở 235B thì là cái ở gần đường nên nó rất là ồn, nên tôi làm clip vào buổi đêm. Rất là êm. Chúng ta tiếp tục xem có cái gì đặc biệt ạ. À, không cảm ứng. À, có cảm ứng. À, có cảm ứng các bạn ạ. Hay quá. Thật tuyệt vời, nó có cảm ứng các bạn ạ. Đây. Đây là chúng ta chọn nấc. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4, 5, 6. Rất là tuyệt vời. Cảm ứng. Những cái chức năng này thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn bản dịch.
cung cấp cho dịch nó cũng rất dễ sử dụng thôi. Có hẹn giờ. Đấy, các chế độ âm thanh, nút bật tắt. Đây là, đặc biệt là nó có khiển. Đấy. Khiển này thì nó rất là tiện dụng để chúng ta sử dụng. Thì không cần phải như cái mẫu đời trước này. Đây các bạn nhìn trên này có một cái quạt đời trung cổ đây, quạt này thì nó được 65 rồi. Đấy, thì nó không có khiển. Nó chạy rất là êm, những ai đã chơi thì biết. Đấy, nhưng cái mẫu này thì có khiển. Nó sẽ tiện dụng hơn. Đấy, bật tắt. Bật lên. Để tôi tắt nó đi, để xem nào. Bật. Đấy. Tăng giảm. Tăng giảm. Tăng giảm nghĩa là tăng giảm số ấy. Các bạn để ý đèn đây là nhìn thấy này. Đấy, chúng ta ấn tăng giảm số này. Đấy. Và khiển này tôi cũng có bản dịch nhé. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn bản dịch tiếng Việt. Ở điều khiển này, hẹn giờ này. Hẹn giờ là số phút này. Bao nhiêu phút này. Bao nhiêu tiếng này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Ở mẫu này tôi thấy là nó sẽ có nhiều cái hay hơn như mẫu trước. Mẫu trước thì rẻ hơn. Mẫu trước của Toshiba. Mẫu này quạt là thiết kế 8 cánh, cánh cao hơn. Tổng thể quạt chắc chắn hơn. Đấy, có phím ấn cảm ứng. Rất là tuyệt vời. Đấy các bạn thấy chỉ số IQ của tôi rất là cao. Tôi thường thường chơi trò xếp hình là hơn các bạn. Nên là tôi có lắp ghép cái quạt này rất là nhanh. Đây là một cái sách hướng dẫn. Đấy, các bạn có thể qua xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật Shopfest House số 6 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, hoặc các bạn có thể qua cơ sở 2 tại số 235B đường Lương Kế Vinh. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi để tư vấn qua số điện thoại là 0966 937 999, hoặc là tham khảo các sản phẩm trên website kho hàng nhật bãi.vn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật để nhận thêm nhiều clip chia sẻ hướng dẫn sử dụng hàng nội địa Nhật của tôi. Đấy, các bạn có thể gặp tôi ngoài giờ hành chính cà phê trao đổi về những cái kinh nghiệm lựa chọn sử dụng hàng Nhật tại cơ sở 2 số 235B đường Lương Thế Vinh. Ngoài giờ hành chính, ngay bên cạnh cơ sở có một quán cà phê rất là ngon. Đấy, tôi các bạn đến thì tôi sẽ mời các bạn cà phê để chúng ta cùng trao đổi về hàng nội địa Nhật. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.